Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, hệ thống mạng của báo điện tử VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bị tấn công. Một nhóm các đối tượng đã sử dụng cách thức tấn công DDoS từ chối dịch vụ, tức là cho một lượng lớn ồ ạt truy cập vào cùng một thời điểm, làm tràn băng thông, khiến người đọc không thể truy cập vào trang web này. Ngoài trang web, thì fanpage, hệ thống quản trị nội dung, Google Maps của báo này cũng đồng loạt bị tấn công. Không dừng ở đó, nhiều nhà báo của báo điện tử VOV cũng bị một nhóm người sử dụng mạng xã hội liên tục xúc phạm, chửi bới, lăng mạ và đe dọa. Theo bộ phận quản trị mạng báo điện tử VOV, hai ngày trước, hệ thống mạng vẫn vận hành bình thường. Nhưng hôm qua, 13 tháng 6, trang web của báo đã bị tấn công và báo lỗi liên tục từ 13 giờ đến 17 giờ, không thể truy cập được. Hành động tấn công đấy thì tất cả phóng viên, biên tập viên và toàn bộ hệ thống của báo điện tử gần như là không thể đưa tin trên trang web của báo điện tử nữa. Bên báo điện tử đã xem cách thức tấn công, phân tích và trình lãnh đạo. Ngoài ra, nhóm đối tượng dùng nhiều tài khoản khác nhau tấn công bản đồ số Google Maps của báo điện tử VOV. Chỉ trong 2 ngày qua, đồng loạt gửi tới hơn 7.000 bài đánh giá, trong đó có hơn 6.900 bài đánh giá xấu, khiến bản đồ số Google Maps đang từ 4,5 sao xuống còn mức thấp nhất chưa từng có, 1,4 sao, hòng làm giảm uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Số điện thoại của báo cũng bị nhiều đối tượng kêu gọi khủng bố, đánh sập báo. Có thể có một số cá nhân hoặc là thậm chí có thể là tổ chức thực hiện những cái hành vi tấn công bằng những biện pháp kỹ thuật để gây ảnh hưởng đến một cái tờ báo điện tử của nhà nước là một cái việc hết sức là nghiêm trọng. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cùng với các cơ quan chức năng khác của Bộ Thông tin Truyền thông và của những bộ ngành khác đã làm những cái biện pháp cần thiết để làm rõ cái câu chuyện này. Không chỉ bị tấn công trên các nền tảng số, một số nhà báo của báo điện tử VOV còn bị tổn thương tinh thần khi liên tục nhận được tin nhắn từ một số đối tượng qua Zalo, Facebook, chửi bới, lăng mạ, đe dọa. Bản thân những phóng viên thì nhận rất nhiều tin nhắn spam trên mạng và chửi bới, xúc phạm, thậm chí là cả gia đình và như là anh chị em hoặc là vợ con cũng bị nhắn tin. Điều này tôi thấy là nó làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, cuộc sống và cái tác nghiệp của phóng viên, và đặc biệt là ảnh hưởng đến báo điện tử, là một cái tờ báo của chính thống của nhà nước. Là người tham gia trả lời phỏng vấn trên báo điện tử VOV, hai ngày qua, luật sư Đặng Văn Cường cũng nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn có nội dung tục tĩu, xúc phạm nhân phẩm. Có lẽ rất là mất lịch sự, tục tĩu, nhắm đến là luật sư cũng như là những người đã bày tỏ quan điểm chứng kiến về những hành vi vi phạm trên không gian mạng. Thì tôi cho rằng là đấy là những hành vi thiếu suy nghĩ và là hành vi vi phạm pháp luật. Và với những cái quan điểm, thái độ, hành vi như vậy, tôi nghĩ rằng là sớm hay muộn những người đó cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, báo điện tử VOV đã ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Cục An ninh mạng, Cục Báo chí để xử lý vụ việc. Bộ Công an cho biết đang tập trung xác minh, làm rõ thông tin về hoạt động tấn công mạng. Vụ tấn công mạng xảy ra ngay sau khi báo điện tử VOV đăng tải hai bài viết phê phán một số người có những hành vi phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội, từng bị xử lý hành chính. Đài Tiếng Nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì thế, theo các cơ quan quản lý nhà nước và luật sư, việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để tấn công trang mạng của một cơ quan báo chí như vậy là vi phạm nghiêm trọng về an toàn, an ninh mạng. Hiện các cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc để xử lý. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ nhà báo và không và để mà xử lý tất cả các cái hành vi vi phạm cái lợi ích chính đáng của các nhà báo, cái việc chống lại cái quyền làm nghề hợp pháp của các phóng viên nhà báo cũng như là cái hoạt động bình thường của các cơ quan báo chí là một việc không thể chấp nhận được. Những cái cơ sở ban đầu đấy đã được chúng tôi trao đổi với các bộ ngành liên quan và với các địa phương nơi mà những cái đối tượng thực hiện những hành vi xúc phạm và phá hoại đó có thể đang sinh sống. Thì cái công việc này sẽ còn cần một chút thời gian nữa để đi được đến những cái kết luận có cái sở cứ cho những cái động tác xử lý tiếp theo. Bất cứ một cái hành vi nào nhằm mục đích là trả đũa này hay là phản ứng này, nhưng là
xâm hại đến tài sản, thậm chí là phá hoại đến tài sản công hoặc là tài sản của một cá nhân tổ chức khác thì cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật. Và ở trong cái trường hợp này thì khi mà một số những cái người tự xưng là hacker và vào để đánh sập một cái trang web chính thức của một cơ quan báo chí của nhà nước như của VOV thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Đối với những hành vi đó, nhẹ thì cũng có thể bị xử lý vi phạm hành chính, mà khung xử phạt vi phạm hành chính cao nhất có thể lên tới 50 triệu. Và nặng hơn là có thể phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra tùy theo mức độ thiệt hại bởi vì bộ luật dân sự đã quy định. Còn nặng hơn nữa là có đầy đủ các dấu hiệu của tội phạm hình sự thì có thể bị xem xét xử lý theo quy định ở điều 159 và khung hình phạt có thể lên tới 3 năm tù. Và không chỉ riêng tại Việt Nam, trong thời đại bùng nổ Internet và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, việc xử lý các nội dung xấu độc, hành vi lệch chuẩn trên không gian số là câu chuyện của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều nước đã áp dụng các biện pháp mạnh tay để hạn chế rác mạng, góp phần lành mạnh hóa môi trường mạng. Trung Quốc ban hành quy định các đơn vị truyền thông, mạng xã hội không được cho người dùng, trong đó có các nghệ sĩ, không tuân thủ luật pháp hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội được xuất hiện trước công chúng. Người nổi tiếng muốn livestream và đăng ký với các cơ quan chức năng. Còn EU thì ban hành bộ quy tắc về xử lý và gỡ bỏ nội dung cấm với những nội dung lan truyền sự thù hận, phân biệt chủng tộc hay khủng bố. Các mạng xã hội chỉ có 1 giờ để gỡ bỏ nếu không muốn bị phạt tiền. Chúng ta đang có một lưu lượng online ngày càng lớn, vì vậy phải có quy định để đưa tất cả những nội dung này vào trật tự. Nga bóp băng thông, giảm tốc độ của Twitter vì nhiều lần cảnh báo mà không dỡ bỏ các nội dung cấm, bao gồm hướng dẫn tự tử, tranh ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên. Hiện nay, trước sức ép kiểm duyệt nội dung, các nền tảng như YouTube, Facebook, Instagram đã chủ động gỡ bỏ nhiều nội dung phản văn hóa và ra mắt công cụ bảo vệ trẻ em khỏi thông tin xấu độc. Nhiều người, trong đó có người nổi tiếng, nạn nhân của các thông tin sai sự thật trên mạng đã tìm tới pháp luật để được bảo vệ. Năm 2013, diễn viên Hàn Quốc Song Hye-kyo bị một nhóm hơn 40 người trên mạng vu khống là được chính trị gia chu cấp tiền. Tòa án quận trung tâm Seoul sau đó đã xử phạt 21 đối tượng với mức tiền 850 đô la Mỹ. Năm 2019, nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng đã thắng kiện buộc đối tượng tung tin đồn cô có quan hệ tình ái bất chính trên mạng Weibo, bị xử phạt 22.500 đô la Mỹ và phải công khai xin lỗi cô. Xin được nhắc lại, Bộ luật hình sự năm 2015 của nước ta quy định tội làm nhục người khác có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, gây rối loạn tâm thần có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm. Cũng theo bộ luật này, hành vi cố ý làm hư hỏng thông tin được truyền đưa bằng mạng bưu chính viễn thông một cách có tổ chức có thể bị phạt tù đến 3 năm.